có biết rằng người ta nói rằng anh biết làm sao đây, khi anh chẳng hề khi anh không hề yêu Dương Huệ. Lời nói ra nói vào anh khổ tâm lắm mê mang, nhiều người chỉ mong sao em ở nơi chân xuôi, hãy hiểu cho anh đau xót ngậm ngùi. Biết bao ngày hôm nay người ta cứ nói rằng anh với Dương Huệ, anh với Dương Huệ yêu nhau. Khổ cho anh quá em ơi, sao lại nhẫn tâm nói vậy. Biết bao ngày hôm nay tôi với Phi Nhung là tình cảm đã yêu nhau mấy chục năm trời, thế mà hôm nay sao mọi người cứ dồn nén tôi. Có lẽ số phận tôi, số phận tôi phải gánh chịu bao điều. Em ơi mong rằng em linh thiêng có thể về đây chứng giám, anh chỉ yêu mình em không thể phai mờ. Mọi người chẳng hiểu sao lại nghĩ như vậy, tình cảm đâu phải cho đùa mà cứ buông lời đắng cay. Biết bao năm nay thì tôi với Phi Nhung đã yêu nhau
ngày hôm nay. Từ ngày Nhung ra đi không trở lại. Thì những tiếng oan sai lại luôn đè nén bản thân tôi dập dùi. Bây giờ Nhung ơi, anh biết phải làm sao? Mọi người cố gắng hãy hiểu cho tôi, cho dù bây giờ tôi không biết nói sao. Bây giờ Nhung ra dành cho nhau đến giờ. Không bao giờ tôi quên Nhung. Giờ đây mọi người hiểu chưa? Sao lại nói rằng tại sao lại nói rằng tôi yêu Dương Huệ bây giờ? Xin mọi bây giờ Nhung đã ra đi, mãi mãi yên nghỉ rồi. Thì xin mọi người đừng nói tôi rằng tôi yêu Dương Huệ để đau lòng phi Nhung. Giờ phút chia ly tôi với phi Nhung sẽ không gặp nhau nữa rồi. Mọi người ơi, xin mọi người đừng nói vậy khổ thân Nhung. Em ở về nơi suối điện nhạc lấy những chiến giám đổ kỳ
và dẫn dám cho mọi người luôn được.